Trên tay Ngân đây là một hộp bánh trứng chảy á mọi người nè, và một hộp lẩu tự sôi. Đó, cái lẩu tự sôi hôm nay Ngân ăn là lẩu thái chua cay. Thì chắc là mọi người cũng đã biết nhiều về cái lẩu tự sôi này rồi đúng không? Thì cái lẩu này thường dùng kiểu như là mình đi cắm trại hoặc là nói chung mình đi ra ngoài mà không có bếp nút gì để nấu á. Đây thì em này sẽ không cần lửa điện bếp nút gì hết trơn á, vẫn ăn được nha mọi người. Bây giờ đập hộp. Con đập hộp cái này ra trước nha. Nè. Dạo này Ngân khá là thích sử dụng đồ của nội địa Trung mọi người. Mấy em này là đồ của Trung. Đây Ngân khui ra nha. Trong đây có 6 cái nè. Đó. Rồi bây giờ Ngân sẽ khui tới cái hộp lẩu tự sôi. Cái lẩu tự sôi này là nó có nhiều vị lắm mọi người, vị bò, hải sản, mực, rồi lẩu kiểu như nấm, rau củ cũng có nữa. Đó. Đây cái hộp. Cái hộp này thì làm bằng nhựa. Đây. Ở trong đây thì cũng thấy đây có một cái gói nè. Có một đôi đũa luôn nè. Hai gói. Nói chung là cũng tiếng Trung thôi, không biết là cái gì trong hết. Đây có một cái ngăn nữa nha. Đó. Ở phía dưới cái ngăn đó thì có một gói sốt nữa nè. Và một cái gói này là cái gói để tự sôi á mọi người. Đó. Cái này á thì chỉ cần có nước thôi là mình có thể ăn được rồi. Bây giờ thì Ngân sẽ cho cái túi này ra ha. Nè mình xé cái túi này là mọi người, mình bỏ dưới đây nè. Để Ngân khám phá mấy cái gói xốp này coi nó là cái gì nha. Cái màu trắng á là mình sẽ cho cái gia vị lên đây mọi người. Này, cái này được hút chân không hết rồi. Nè, gói đầu tiên. Cọng này nó bự như cọng phở mọi người. Tiếp tục gói thứ hai. Để mình xé đôi đũa ra cái. Đây, ở trong cái gói này có nấm mèo nè. Củ sen. Rồi rong biển nữa mọi người. Nói chung là nó tùm lum rau củ trong đây hết. Rồi gói cuối cùng. Rồi gói sốt. Ừ, cái gói sốt thì cái mùi nồng cay dã man luôn mọi người. Đây, xong rồi nè. Bây giờ con sẽ cho nước vào trong cái này. Cho vừa ngập xâm xấp rồi mọi người. Và ở trong đây á là Ngân có cho cái gói này nè, để mình bỏ vào đây, mình bỏ nước vào thì nó sẽ nóng và nó sẽ sôi lên và nó chín cái này nè mọi người. Ngân cho nước vào luôn ha. Đó, cho xin sắp vậy thôi. Ngân sẽ để cái này vô. Đó. Và đậy nắp lại. Chờ nó sôi, đơn giản không mọi người. Cái này mà đi cắm trại đồ á cũng tiện á. Trong thời gian mà chờ nó sôi á thì mình ăn qua cái bánh trứng sữa này nha. Bánh trứng chảy. Hậu lậu giả mang, sorry mọi người. Khui ngược. Đây. Chút xíu à. Đó.
chân xé mình chồng này nha. Ủa nó sôi rồi nè mọi người. Ôi, sôi cái tiếng rất là lớn luôn á. Vừa xé cái trứng là nó chảy rồi nè. Wow. Wow, hấp dẫn quá. Nhưng mà nhìn nó giống hơi bị giống bánh bía của mình đó mọi người ha. Ăn thử nha mà mọi người. Ừ. Ủa. Thật sự là ăn 8-10 cái bánh bía của mình á, rất là giống. Một cái nhân ở trong á thì là trứng muối nó chảy ra. Còn cái bánh bía thì trứng muối nó đông nguyên một cục lại. Còn cái lớp vỏ bánh ở ngoài thì ở phía trên cái mè đen, mè trắng nè. Nhưng mà cái vỏ bánh ở ngoài rất là giống bánh bía luôn. Hơi ấm ấm cái hộp mùi. Thơm quá. Ở trên cái nắp hộp nè, có thấy nó ghi nhiệt độ là 120 độ C. Chua rồi, chua sôi mọi người ơi. Phải đợi tiếp rồi. Đợi nó sôi mình ăn bánh tiếp. Cái bánh này là ngon quá mọi người. Nhỏ xíu thôi cưng à. Này mình ngưng ăn được một cái luôn á. Bẻ ra kiểu như là bẻ ra chảy chảy nhìn cho nó đẹp vậy đó. Đó. Béo quá. Đang ăn bánh ngon lành, có điện thoại tới mọi người. Shipper giao đồ. Nhà ngon một ngày không biết shipper giao bao nhiêu lần đồ, giao suốt tại ngon. Hầu như là ngon đặt đồ trên mạng rất là nhiều. Mà lần nào ngon quay cũng là ngay cái lúc mà người ta giao đồ hết trơn á. Bây giờ nó thấy nó rất là sôi và rất là nóng rồi nè. Trời nó sôi quá trời mọi người, khói nó bốc nghi ngút luôn á. Đây nè. Đó. Thằng Ngân sẽ mở nó ra nha. Ow. Wow. Thơm quá mọi người ơi, cái màu rất là đẹp luôn á. Ở bên bốn cái khe này của nó nè. Đó, khói nó đang bốc lên nè. Rất là nóng luôn á. Wow. Nè mọi người, có rong biển nè, nấm mèo nè, củ năng, củ sen gì đó nè. Trời ơi, nó nóng mọi người ơi. Cái sức nóng nó ghê thiệt. Nãy giờ 10 phút rồi á mà vẫn không hết nóng, nó vẫn còn khói bốc nghi ngút luôn. Nhưng mà ngươi nghĩ là cái này gọi là lẩu thì nó sẽ kiểu như nó liu riu hoài, nó nóng cho mình ăn á. Bây giờ ngươi muốn bê nó, ngươi đổ ra một cái tô cho mọi người dễ nhìn cũng được tại vì nó nóng quá. Đây, để ngươi cắp ra cái chén nha mọi người. Nóng lắm. Wow.
cái lúc mà Ngân order cái này á, người bán nói Ngân là lẩu thái chua cay. Ngân nghĩ chắc cũng phải có tôm, có mực gì đó sao nó rau. Nó giao tới cho Ngân toàn là rau không à mọi người. Không biết tôm thịt đâu hết rồi nữa. Ngồi nhìn cái nước của nó nè. Bây giờ Ngân sẽ thử cái nước trước nha, thử coi nó cay cỡ nào. Không chua, nó không cay, mà giống như là đang kiểu như đang ăn dầu ăn đó mọi người. Nó rất là nhiều dầu luôn, cái mùi cái dầu điều ở trên á. Lẩu thái mà có mùi thuốc bắc mọi người ơi. Cái mùi này là đúng chuẩn đồ ăn của Trung luôn á. Cái vị nó gần giống như cái miếng chua cay Trùng Khánh mà mọi người ăn á. Đây. Cái gì trời. Cái này là măng. Nó lạc lạc giòn giòn. Ăn thử sợi miếng nữa coi. Cái sợi này rất là dai. Cái sợi này ăn ngon à, dai dai. Đây là cái rong biển nè. Nó không cay miếng nào mọi người, nó đỏ thì mình không cay. Này cái này con nhìn tuổi củ sen mà chắc nó là măng, nhiều măng lắm. Cái rong biển ăn nó bùi bùi, thơm. Cái này á phải chi nó chua một xíu nữa thì sẽ ngon. Hồi xưa á, nói chung là người Việt Nam mình luôn á, Ngân hồi xưa cũng vậy, nghe nói tới đồ Trung á là rất là sợ, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, sợ đủ thứ hết á. Nhưng mà dạo gần đây Ngân có một cái nhìn thiện cảm hơn một chút xíu về đồ nội địa Trung mọi người. Thì Ngân cũng nghiên cứu và tham khảo thì cái đồ nội địa Trung thì nó cũng khá là ok. Tại vì nó sản xuất cho dân Trung xài á, cũng cho dân Trung sử dụng nữa. Nếu mà nói tính ra là từ lúc Ngân chơi TikTok á, Ngân thấy mấy bạn nó ăn đồ Trung nhiều quá, cũng nghiên cứu tham khảo nữa. Cái chỗ đó Ngân mua á là đảm bảo đồ nội địa Trung luôn, chuyên nhập đồ Trung về bán đủ thứ hết. Bạn nào á mà không có ăn được cái kiểu như cái gia vị thuốc bắc mà nó nồng quá của mấy cái đồ Trung á thì sẽ không ăn được em này đâu, tại vì rất là nồng. Đâu còn nhiều lắm á. Trời mưa á, ăn cái nồi này ngon. Tại vì nó rất là nóng, nhưng con đổ mồ hôi ướt người luôn á.
Nhưng mà nếu như mà đi cắm trại nè, nói chung là chỗ mà ở nơi không có bếp lửa này, này kia, thì Ngân thấy là cái cơm tự sôi hay lẩu tự sôi thì Ngân thấy là ok để đem đi kiểu picnic rồi đi cắm trại á mọi người. Còn nếu như mà ở đây á, kiểu mình đây mình nấu nướng có thể đủ thứ hoặc là mình order nhiều thứ á, thì không, này ăn thử thôi chứ không mua ăn lần nữa đâu mọi người. Tại vì nó không phải là quá ngon xuất sắc, trong khi mà mọi người biết cái lẩu chua cay ở Việt Nam mình mà ăn đi ăn lẩu Thái lẩu chua chua cay cay, trời nhắc tới là chảy nước miếng luôn á. Em này thì ăn cũng được, giống như hồi đợt cái miếng chua cay Trùng Khánh á, em ngưỡng ăn, em ngưỡng ăn không được mọi người, tại vì nó mùi thuốc bắc nhiều quá. Cho nên những cái món này là bạn nằm order ăn thì nên suy nghĩ cho kỹ nha, nó nồng lắm á. Bây giờ nó mới chịu tắt á. Nhưng mà sau cái lẩu tự soi này Ngân sẽ tiếp tục review cái cơm tự soi mọi người. Ngân order rồi. Cái môi bây giờ cảm giác mỡ nó đóng nguyên cái môi luôn, mọi người bóng lưỡng luôn á. Củ măng và cả củ sen mọi người. Cái này thì một người ăn là vừa, nó không có nhiều. Đi xong hơi. Chết rồi, nó dằn lên cái áo. Rồi luôn rồi, bỏ áo luôn rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Bạn nào mà ăn cái này á, mặc áo trắng là con khuyên đừng ăn nha. Trời ơi, nó dính hết áo luôn nè mọi người. Trời nói thiệt, ở bên ngoài chắc 38 độ luôn, ở trong này ngoài cái lẩu này trời má ơi, nóng xỉu luôn á. Mọi người ơi, cái video hôm nay Ngân sẽ phép kết thúc tại đây nha. Thì hẹn mọi người video sau Ngân sẽ review tiếp cơm tự soi nha. Thì hôm nay Ngân sẽ review cái lẩu tự sôi và cái bánh trứng chảy nè. Cái bánh này ăn ngon lắm mọi người. Bạn nào mà từng thấy mà chưa order thì ăn thử cái này nha, Ngân thấy ngon á. Còn cái lẩu thì nãy giờ đó có bao nhiêu là review nãy giờ hết rồi đó.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video của Ngân. Và đừng quên bấm like cũng như là đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều video mới nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye.